đấy, không đưa xuống cho các bạn thôi. Các bạn ơi, nào, tại sao hôm trước chúng ta, anh dạy cho chúng ta là đang cái phần gọi là giới hạn đấy, mà hôm nay lại quay ngoắt sang mũ logarit? Bởi vì sau khi nhận được cái đề minh họa ấy, thì chúng ta có vài cái sự lưu ý như sau. Đây, rồi bây giờ đây các bạn ơi, đây chính là cái file mà anh đã tổng hợp từng câu một đấy, kiến thức ở vùng nào các bạn. Đây thì cái phần vùng mà nó nhiều câu nhất nhá, nhiều câu nhất thì chính là cái vùng hàm số, khảo sát hàm số với cái độ khó nó vô cùng, nói thẳng luôn độ khó là vô cùng đấy. Và nếu mà xét về câu 10, 11 thì nó sẽ cái phần mà trọng tâm thứ hai chính là cái phần mũ logarit. Đấy, mũ logarit thì nó sẽ cho dưới các dạng, thứ nhất là dạng bài toán thực tế. Đấy, cái dạng thứ hai là mấy cái dạng về bất phương trình. Đấy, nhưng mà các bạn hình dung là cái kiểu như này nó cho ấy. Đấy, đây này. Một cái dạng mà mình phải lưu tâm nữa đó chính là tổ hợp xác suất. Nhưng mà xác suất đây là xác suất 3 năm, anh viết ở đây 11 thực ra nó cũng chưa phải chuẩn đâu. Mà là cả 3 năm. Lớp 10 các bạn học xác suất cổ điển tính phép toán. Lớp 11 chúng ta nhớ là các bài gọi là các bài về các cái phép toán xác suất rồi. Các cái giao hợp rồi ấy trong xác suất ấy, nó sẽ có rất nhiều trường hợp ngoại lệ lằng nhằng ở đây. Đấy, và cái phần này anh nghĩ là một trong những phần mà sẽ khá là quan ngại đấy. Đấy. Những cái phần kia nó khá là lặt nhặt, nó mỗi phần nó một tí các bạn. Đấy, dãy số cấp số cộng nó cũng chỉ có 1-2 câu, nhưng bây giờ chẳng lẽ lại bỏ. Không bỏ được các bạn, cái gì cũng phải biết. Cái gì cũng biết một tí. Đấy. Thì cái đề chưa kể là đối với đánh giá tư duy thì anh vẫn đang đợi cái đề để xem nó sẽ như thế nào. Bởi vì nó phải theo sách mới mà các bạn. Theo sách mới thì chương trình của đánh giá tư duy nó sẽ phải thay đổi. Đấy, đánh giá năng lực đã là phải làm sớm như này rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ có giới hạn những cái chuyên đề và chúng ta sẽ đi vào những trọng tâm, đi vào những trọng tâm của phần. Đấy, các bạn thấy là đánh giá chung là cái đề nó sẽ làm sao? Dài. Đấy, rất nhiều chữ. Thực sự các bạn luôn nhìn nó rất rất nhiều chữ các bạn nhá. Đấy, luyện thi tích hợp này. Đấy, kho đề đánh giá năng lực đúng không? Đấy, đề minh họa 2025 đây các bạn. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy, anh sẽ giới thiệu cho các bạn một chút. Đây cái đề này tí nữa có cần anh gửi lên nhóm không? Đấy, cái đáp án thì anh cũng ấy rồi. Đấy, các bạn nhìn này, ngay câu 1 này, nhìn nó dài không? Thì đây là thuộc kiến thức phần nào? Đây chính là hàm số lượng giác. Đấy, tức là các bạn đẩy vào hàm số cũng được và đẩy vào lượng giác cũng được, nhưng mà anh coi như là đẩy vào hàm số. Cái này nó bất phương trình, nó chúng ta sẽ làm như kiểu tam thức bậc hai ấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nhân viên này, đây bài toán 1 thực tế này. Nhân viên này. À, có chứ. Hả? Form đề từ trước cũng đã thế mà. Từ trước là 35 câu trắc nghiệm ABC, 15 câu điền đáp án. Và bây giờ nó vẫn là cái form đấy. Tuy nhiên nó có một cái bài các bạn phải lưu ý này. Trong tất cả các môn bây giờ nó có một cái form mới mà các bạn phải lưu ý. Cái này thì anh nghĩ là không phải đúng sai. Đây này, nó sẽ có bài dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 48 đến 50. Được chưa? Tức là nó cho một đề nhưng mà làm thành mấy bài. Đấy. Làm thành mấy bài. Đấy. Đây môn toán này. Thì cái này có phải là phần logarit không? Thì chắc chắn luôn các bạn ơi, cái câu này sẽ là một câu thực tế. Nhưng có thể nó không phải là loga hoặc là như cái nào đấy. Nhưng mà đây các bạn nhìn nhá. Đến cái phần môn khoa học ấy. Khoa học thì nó lại chơi như này các bạn. Đấy. Anh đây là minh họa cho các bạn để các bạn hiểu nhá. Cái khi các bạn làm. Tức là các bạn có thể vào thẳng Đại học Quốc gia Hà Nội để làm thử rồi. Cái này là lên mạng làm rồi. Thì đến cái phần thứ ba ấy thì nó sẽ là phần thi thứ ba là phần khoa học hoặc tiếng Anh. Tức là có những cái bạn sẽ đăng ký anh chưa biết nhưng có thể là thi cả khoa học cả tiếng Anh đấy chứ không phải là mỗi cái đấy đâu. Thì nó có cả minh họa của phần tiếng Anh thì các bạn. Thì chỗ này này các bạn thấy này, phần khoa học thì các bạn chọn 3 trong 5 chủ đề ở dưới đây. Có hiểu không? Chọn 3 trong 5 chủ đề nghĩa là gì? Nghĩa là nó hiện cho các bạn đây các phần gọi là phần đây phần hoặc tiếng Anh. Đấy. Thời gian tiếng Anh là 60 phút đúng không? Tổng điểm tiếng Anh cũng là 50. Đấy các bạn nhìn này. Tức là phần khoa học nó sẽ hiện ra cho các bạn các cái nút. Đó là nút các bạn là vào làm vật lý, làm hóa, làm sinh, làm sử hay làm địa. Hiểu không?
Đấy, đây bạn thấy này, ví dụ vật vật lý bây giờ thì nó sẽ có 17 câu. Tại vì 17 nhân 3 là nó khoảng 17 nhân 3 là bằng 51 đúng không? Thì nó sẽ rơi vào 17, 17, 16. Bạn có hiểu không? Tức là các bạn chọn cái phần nào trước thì cái phần kia, cái phần cuối cùng kia nó sẽ bớt đi một câu. Đấy. Thì các bạn nhìn này, đấy, có những bài thực ra những bài như này như bài lớp 10, kiến thức chuyển động lớp 10 nó rất là dễ, có cái gì đâu. Đấy, tốc độ trung bình là tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. Cái môn lý thì dễ rồi, anh thấy môn lý đã khá là dễ nhưng mà nó lắm thực tế, nó nhiều chữ. Đặc thù này nó rất nhiều chữ. Đấy, thế thì khi các bạn làm xong lý thì nó sẽ thành cái gì? Đây các bạn nhá. Đây môn lý này. Nó lại có cái dạng là sử dụng thông tin để trả lời câu hỏi từ 115 đến 117. Có hiểu không? Nó giống cái môn toán, tức là có một bài nó mang tính tổng hợp. Đấy, cái bài này thực ra nhìn rất nhẹ nhàng. Tại vì các bạn bây giờ các bạn không động vào thì nó khó thôi. Còn đối với các bạn lý thì anh sẽ có những cái chuyên đề để anh hỗ trợ cho bạn riêng nhá. Đấy, kể cả nhóm chúng ta. Sau đó thì ví dụ nó bảo là hết chủ đề vật lý, hãy làm chủ đề tiếp theo nếu đã chọn. Tức là nó lại hiển thị ra là các cái môn nên các bạn chọn cái nào thì chọn. Hiểu chưa? Đấy, thì môn nào mạnh nhất thì mình làm trước, môn nào yếu thì mình làm sau. Có hiểu không? Đấy, nó cứ chọn đấy, chọn 3 trong số ấy thì tổng hợp vào. Thì có những bạn học thích học lý sử địa cũng được. Đấy, hóa thì cái này thì cái phần ví dụ kiến thức mới này, anh Nam bảo con này dễ lắm này, anh không biết rồi. Đấy, con này dễ đúng không? Anh còn đoạn sau thì anh biết lý thuyết cũng nhiều, lý thuyết nhiều, hóa thì lý thuyết nhiều. Đấy, tính toán mấy cái đoạn này không khó lắm. Đấy. Giờ đây là giới thiệu cho các bạn để các bạn biết chọn cái nào. Đấy. Đa phần là nó đẩy cái ấy vào. Và nó đến cái đây nó lại có một câu hỏi từ 215 đến 217. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, 215 đến 217. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, lại ấy tiếp xong rồi đến đến sinh đúng không? Lại chọn đến sinh. Đấy, sinh thì nhiều thí nghiệm với cả cái bài thực tế. 315 đến 317 xong đến lịch sử. Lịch sử thì anh thấy là từ lịch sử nó sẽ chia là hai loại là lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Mình phải có chia là lịch sử thế giới thì nó có khoảng 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, trật tự Yalta 5. Đấy, 5 thôi, 5 câu thôi, còn đâu là 12 câu còn lại là lịch sử Việt Nam. Đấy. Đấy, trả lời vui vui các bạn ấy. Hồ Quý Ly ở Triều Hồ thực hiện chính sách nào nhằm hạn chế thế lực của nhà quý tộc nhà Trần nào? Đấy, ví dụ đây, lịch sử Việt Nam đây. Kiểu trả lời theo kiểu cảm tính. Đấy, đây ví dụ đọc như đọc thơ trận thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền đúng không, là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công thời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Đấy, thì nội dung là việc khôi phục quốc thống đối với lịch sử Việt Nam đề cập đến trong đoạn trích này. Đấy, ý nghĩa của cái việc khôi phục đấy là gì? Đấy, khẳng định các bạn luôn là cái này trong sách lịch sử không có đúng không? Hả? Không có. Đấy, câu chuyện nó là như thế. Như anh ấy, như anh chọn câu này thì chắc chắn là câu này đáp án sẽ là B. Tại vì mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái việc chiến thắng ở trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền là nó chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc. Hiểu không? Nó chấm dứt 1.000 năm phụ thuộc vào phương Bắc. Thì chứ mà xóa bỏ ảnh hưởng của phong kiến phương Bắc là không đúng. Thì mà nó giành độc lập thì ok. Còn bởi vì đến bây giờ nước mình còn những cái thủ tục phong kiến nó vẫn còn ảnh hưởng cơ mà. Đúng không các bạn? Đấy. Thì đấy là cái mà mình phải lưu ý. Đấy. Xong rồi địa này. Đúng chưa? Địa. Đấy. Đây còn đây tiếng Anh. Đây các bạn, mấy bạn giỏi giỏi tiếng Anh thử điền cho anh xem nào. We smile, need to làm gì đây. Người đúng không? Cái này là tính từ sở hữu. Who is Mr. Fighter là lính cứu hỏa đúng không? Tôi ngưỡng mộ Mr. Lam và lính cứu hỏa tuyệt vời đúng không? Đấy, anh đoán rồi. À, thì anh chọn không Who là A. Đùa này chơi oanh à? Là tiếp câu tiếp theo luôn đấy. À, câu tiếp theo thì nào, anh làm dạy tiếng Anh à? The boy này delay này, trong máy bay là hay delay này đúng không? Ông này là cái bọn này delay thì delay tật, thì bây giờ chỗ này lại là the class thì phải trước phải giới từ thì chắc là A hoặc C rồi. C
Join á? Entering nhá, entering giờ ta display. À sai sai giới từ đúng không? Được. Là Bible nào, Bible nào các bạn xem nào, chọn cái này nào. Cái này là nên ăn kiểu chế độ ăn healthy đúng không? Đấy, thì câu này là should hay would nào? Should này. Should. Đấy. What is the most gì đây? Most gì? Most sau most thì phải là trạng từ đúng không? City. Giới từ. Từ liable. City the most liable. Anh đoạn là B đây đúng không? Đúng không? Đấy. Không, anh làm tiếng Anh cũng như làm toán thôi, sẽ có công thức. Ok, đấy thì đây chúng ta sẽ cùng, đấy là gọi là lướt qua một vòng cái đề để cho các bạn đấy xem. Kiểu làm văn với làm tiếng Việt thì nó kiểu cảm giác nó đọc cứ sướng sướng miệng là làm thôi. Đấy, các bạn nhìn đề văn đây, đúng không? Tí nữa vào chị Thảo chị xem qua. Đấy. Nói chung là các bạn sẽ phải đây này. Đây, đọc đoạn trích trả lời từ 66 đến 70 này. Các bạn nhìn cái đoạn trích nó dài như vậy. Nhưng các bạn làm IELTS các bạn có đọc hết không? Các bạn phải scan chứ. Đúng chưa? Thì môn văn này cũng phải làm thế chứ. Bạn nào mà ngồi đọc hết cái này xong rồi suy tư duy ngẫm nghĩ là làm sao mà ra được. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, rồi ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bây giờ nhá. Thứ nhất là cái phần loga, bây giờ anh nói hôm nay chủ đề chính của chúng ta sẽ vào là phần loga. Thì cái phần loga ở đây á, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhìn là loga nó sẽ xuất hiện ở đâu. Đấy. À, cái câu này ấy, cái câu này thì mức lương là 170 triệu đồng cho năm đầu tiên, mỗi năm tiếp theo. Thì các bạn thấy là cái kỹ năng đầu tiên mà chúng ta phải rèn ở đây là đọc nhanh. Hiểu chưa các bạn? Đọc nhanh. Theo anh thấy là những cái câu này nó không hề khó. Nó chỉ có dài thôi. Còn những bài mà nó mang tính thuần toán học thì nó mới khó. Đây này các bạn nhìn thấy cái hàm số này. Đấy, nó bắt đầu lồng tất cả các thứ mà nó chỉ là toán học thôi. Thì nó rất là khó. Đây các bạn nhìn những câu như thế này. Những câu có chữ này lại là câu dễ. Khẳng định các bạn luôn, những câu chữ này lại dễ. Nhưng mà những câu thuần toán học này, nó lồng hàm hợp hàm hiếc vào thì nó lại là câu khó. Đấy, có những câu như này nó lại dễ này. Nhưng mà khó, nó lại mất thời gian ở cái đoạn đọc đề. Đấy, khoảng cách rồi góc hiếc ở lớp 11 là chúng ta phải ôn này. Đấy các bạn nhá. Đấy, đấy là anh show cho bạn xem. Đấy, những cái này. Đấy, rồi từ nhá. Xem nào. Đây, bây giờ anh sẽ chọn một vài câu để chúng ta sẽ ôn loga. Hôm nay là đây xác suất đây các bạn. Chia quà đây là xác suất cổ điển này. Đấy, thống kê này. Cái bảng này, đấy, ngày trước là đề không có, đề cũ không hề có cái đoạn này nhá. Đề cũ sách đề cũ không có. Đấy. Bắn súng này, tỷ lệ nuôi chó nuôi mèo này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Thấy phép toán biến cố xác suất không? Nhiều không? Đấy. Đấy, các bạn này, đây là gần nhất này, đây là cái xác suất thực tế này. Đấy, cái này thì lớp 12 các bạn mới học chứ bây giờ các bạn chưa học. Các bạn chưa làm được nhá. Đấy cái đoạn này. Đấy. Như câu này lại là một câu theo kiểu gì ấy, hàm mũ ấy. Chúng ta thử làm câu 48-50 luôn nhá các bạn nhá. Thử làm xong rồi chúng ta sẽ quay lại chúng ta ôn những cái gì của loga xem. Đấy, anh. Đấy. Để sau các bạn sẽ có một cái thực chiến đúng không? Đấy, đánh giá năng lực cái luyện thi tích hợp. Đây. Đấy, nào các bạn nhìn nhá, câu này nào. Đấy, đọc đề các bạn phải luyện dần. Đấy, anh sẽ bây giờ cứ cho các bạn bài tập về nhà, chắc là những cái đề nó cứ dài ngoằng như này cho các bạn quen nhá. Được chưa? Mà cứ đề là thật dài đẩy vào. Chứ các bạn thấy đề nó dài như này mà các bạn không luyện từ bây giờ đi thì làm sao làm kịp. Đấy. Đấy thì anh cắm cái này ấy. Nào. Đề nó dài mà. Đánh giá tư duy cũng thế, cũng khác gì đâu. Đề cứ một không nhiều chữ thì nhiều hình. Đấy, kiểu gì các bạn cũng phải đối mặt. Tốt nhất anh sẽ lọc, anh sẽ cho ngân hàng câu hỏi nó đúng theo tính chất như này. Năm ngày vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, người ta sẽ thống kê số lượng chuột túi ở trên đảo. Năm 2018 thống kê được 400 con. Năm 2022 là 600 con. Giả sử số lượng được tính theo hàm mũ như này, ok. Đấy, tập trung vào hàm mũ này. P0 là số chuột năm 2018 và xác định T bằng 0. Đấy. P là số chuột xám ở thời điểm T, thì bây giờ năm 2025 là bao nhiêu? Đấy. Thì các bạn có thấy có phải là cái K này là một cái hằng số mình phải đi tìm K trước không các bạn? Đúng không?
thì ta có t bằng 0 này. T bằng 0 là năm 2018 thì nó sẽ bằng là P sẽ bằng 400 sẽ bằng P0 nhân với E mũ 0 đúng không các bạn? Đúng không các bạn? Nào, thế thì suy ra mình sẽ suy ra được thứ nhất là P0 của chúng ta có phải bằng 400 không? Được chưa? Tiếp theo chúng ta có số liệu là năm 2022 thì là T bằng mấy? 2019 thì ta sẽ có 2022 trừ đi 2018 thì T bằng 4 thì ta sẽ có 600 sẽ bằng 400 nhân E mũ K đang đi tìm và nhân với T bằng 4. Hiểu không bạn? Đấy. Thế thì các bạn sẽ suy ra được là E mũ 4K thì sẽ bằng 600 chia 400 là được 3/2. Được chưa? Vậy thì 4K của chúng ta sẽ bằng LN 3/2. Đúng chưa? Vậy thì K sẽ bằng gì? LN của 3/2 chia 4. Đúng rồi, chúng ta nhớ cái cục này. Thì các bạn nhớ cái cục này là K là LN của 3 chia 2 đóng ngoặc cái này chia tất cả cho 4. Xấu không? Xấu thì phải lưu vào A. À, đúng chưa? Đấy, thế thì năm 2025 mà trừ đi 2018 thì có phải là ra 7 không? Thì cái số lượng chuột túi năm đấy sẽ là B sẽ bằng bao nhiêu? 400 nhân E mũ A nhân 7 đúng không các bạn? Thì mình đã lưu ở trong máy tính rồi, các bạn phải kết hợp cả máy tính làm thế nào cho nhanh tay nhanh mắt nhất. E mũ bao nhiêu? 7A đúng không các bạn? Rồi nhân với bao nhiêu? 400 thì bằng 813 đúng không? Có đáp án 813 không? 813 đây. Đấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy, tiếp tục này. Vào năm nào thì cái số chuột trên đảo tăng gấp đôi so với năm 2022, tức là mày phải làm được con 48 đúng thì con 49 mày phải đúng. Hiểu không? Hiểu vấn đề không các bạn? Hiểu câu hỏi không? Đấy, số chuột túi gấp đôi so với năm 2022. Đúng không bạn? Thì các bạn phải cho con này đúng. Con này mà các bạn tính sai thì con kia tính làm sao đúng được? Ừ thì 2022, nhầm. 2022 là 600 thôi, thì phương trình của ta là gì? 1200 bằng 400 nhân E mũ A AT. Đúng không? Thì các bạn có phải là các bạn lười bấm máy tính 1200 bằng đấy, 400 nhân với E mũ gì? E mũ gì? AX. AX đúng không? Thì các bạn ship sâu nhá. A là vẫn là như này. Được chưa? Bằng đấy. Anh bấm sai. Ship sâu ở tính theo A, đây tính theo X đúng không? Nhưng mà anh vừa tính lại là A nó ra một biến khác rồi đấy. Không, A anh vẫn giữ ấy mà. Đâu, A vẫn... Đây này, A vẫn không phải 17 này. Em thử lại A xem nào. A là 0.101. À thế à? Anh gõ là A bằng LN của gì? 3 chia 2 đóng ngoặc chia 4 đúng không? Đúng không? Bằng này, kéo xuống này. Đúng chưa? Sao nó vẫn tìm A nhở? Từ bấm nó bị sai à? Anh là dữ X. À, ơi nhở. À, anh gõ nhầm. 1200 này bằng 400 này nhân với A này. E mũ A này. Đây là ẩn X đúng không? Đúng chưa? À, bây giờ ship sâu này. A bằng không bị ấy rồi, LN 3 chia 2 đúng không các bạn? 3 chia 2 đúng không? Chia 4 đúng không? Xong kéo xuống à? Bằng xong kéo xuống. X nhập 1 đi, được chưa? Sâu hợp X 10.8 thì phải lấy xấp xỉ 10. 11 là 2018 đúng không? Cộng 11 thì là sẵn 2029 đáp án B này. Hiểu chưa? Đấy. Đấy, rồi. Tiếp câu cuối cùng. Đấy, như vậy là cũng không khó đúng không các bạn? Nếu các bạn biết ship sâu rồi các thứ thì những cái bài thực tế các bạn phải hiểu nhá. Nếu mà nó là
toán học, nếu mà nó toán học nhá. Nào từ từ, theo thống kê vào năm trên đảo này lại loài chuột túi xám, có loài chuột túi đỏ. Đấy, ngoài xám là con đỏ, theo số liệu là năm này thì là 1.200 con. Biết số lượng chuột túi đỏ giảm 5% mỗi năm thì vào năm nào thì số chuột túi xám sẽ gấp đôi số chuột túi đỏ. Số chuột túi xám sẽ gấp đôi số chuột túi đỏ. Đấy, thế bây giờ cái phương trình nó sẽ như nào? Nào, bây giờ số chuột túi xám sẽ là gì? Số chuột túi xám sẽ là theo công thức vừa nãy là 400 nhân e mũ gì? AX đúng không? AX rồi, chính xác. Số chuột túi xám gấp đôi thì phải bằng 2 lần số chuột túi đỏ không? Thế bây giờ công thức chuột túi đỏ sẽ là gì? 1.200 nhân với 1 trừ đi 5% đóng ngoặc mũ T. Mũ x đúng không? Có hiểu cái này không? Các bạn nhớ công thức lãi suất không? Mỗi năm là tăng 5% thì nó là dấu cộng, thì bây giờ mỗi năm giảm 5% thì là dấu trừ, thì bây giờ lại phó mặc vào máy tính 400 nhân với e mũ ax đấy bằng 2.400 đúng không, nhân với mở ngoặc 1 trừ 5 phần 100 đóng ngoặc mũ x ship sâu a vẫn như này đúng không, kéo xuống x đúng không, cho 10 đi, đấm nhập vào đây 11.7 thì nó sẽ xấp xỉ khoảng 12 chứ, x sẽ bằng 12 thì như vậy là 18 cộng với cả 12 thì sẽ bằng 2030 đáp án B. Hiểu chưa? Đấy, hiểu cái logarithm nó sẽ tồn tại ở những cái bài thực tế đấy, đâu những cái phương trình mũ và loga thôi. Hiểu chưa? Đấy. Có anh nghĩ là những cái này không làm khó chúng ta, nhưng mà sẽ làm dối chúng ta. Làm dối và làm mất thời gian đọc đề. Đấy, xong đọc mà nhầm giữa chuột túi xám đỏ, xong rồi vừa nãy như anh kiểu bấm máy tính nó hơi rối rối một tí là nó lại bị quấn đúng không? Nên mình phải thực hành cho nó quen. Bây giờ chúng ta thử tìm thử, anh nhớ là chỗ đấy có anh sáng nay tổng hợp là phải có 5 câu cơ. Thì chúng ta sẽ cùng tìm xem để đánh giá cái mức độ khó nó như thế nào. Và tất nhiên nhá. Tất nhiên cái đề nó chỉ mang tính tham khảo thôi, còn đi thi nó sẽ có thể có nhiều cái biến thể nó khác một xíu. Thì chúng ta vẫn phải tập trung vào chúng ta ôn kỹ cái dạng này. Đây các bạn ơi, cái hàm nó cứ kiểu này, bài nào cũng thích vứt cái đấy vào đây. Đấy. Thấy chưa các bạn? Vẫn là phương trình mũ đúng không các bạn? Đấy, vẫn là phương trình mũ đấy, cứ mũ là thích vứt thực tế vào. Đấy, số liệu thực tế mà, bài báo khoa học mà. Đấy, nào, chỗ này là gì? Quan trọng là gì? N là số lượng cá thể trong thời gian T ngày. Được công thức là như thế này. Đấy. Đúng chưa? Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng, thì số cá thể của quần thể gần nhất với giá trị là nào sau đây? À, thế bây giờ vấn đề cái từ khóa đây là trạng thái cân bằng đúng không? Đấy. Ban đầu số lượng cá thể tăng chậm, sau đó tăng nhanh và cuối cùng khi thời gian đủ dài số lượng cá thể đạt đến trạng thái cân bằng. Khi có số lượng cá thể xấp xỉ bằng số lượng chết đi. Đấy. Thế thì khi quần thể đạt trạng thái cân bằng. Đấy, nghĩa là có phải là cái T này nó sẽ tiến đến vô cùng không? Thì đây là cái bài lim của hàm mũ. Tức là các bạn cho T sẽ bằng dương vô cùng. Hiểu không các bạn? Và trước anh dạy cái T mà mũ này thì bấm T bằng bao nhiêu? 50999 bấm mét erot ngay, các bạn bấm thử đi. Nào, bấm thử nha các bạn nhá, phân số này. Đây 16398. Đây như vậy là vẫn có mũ, vẫn có giới hạn nha các bạn nhá. Nhưng mà giới hạn dưới dạng hơi khó chịu một tí. Đọc đề không nghĩ là nó là giới hạn. X trừ đi 9.19. Đấy, đóng ngoặc. Đấy. 0.12 cộng với e mũ bao nhiêu? 0.5 mở ngoặc x trừ đi 9.19 thì các bạn CLC cho anh khoảng 50 nhá. 50 sao?
giá đẹp luôn này. 16 ui 398 quá đẹp, cho khoảng 20 cho 20 chắc nó cũng thế rồi. Thấy chưa? 16389. Thấy chưa? Các bạn thấy là cái, nó đạt cái ngưỡng đấy rồi thì nó cứ loanh quanh như thế thôi. Thời gian có tăng nữa thì nó cũng chỉ loanh quanh cái số này. Đấy. Lớp mình hiểu không? Lớp mình hiểu đoạn này không? Đấy, cái đọc cái đề là chỉ để ngẫm ra. Tóm lại bây giờ cái đề nhá. Nó bảo là tìm lim của cái này. Đấy, thì đấy là toán. Nhưng mà đánh giá năng lực phải thêm một cái đoạn đọc cảm thụ văn học của đống này ra để biết được mình đi phải đi tìm lim. Đúng chưa? Đấy thì nó mới là đánh giá gọi là tư duy. Hiểu chưa? Hiểu hiểu cái sự khác biệt chưa? Đánh giá tư duy cũng thế thôi các bạn ạ. Cũng kiểu đấy. Tức là thay vì việc nó chỉ cái việc là mày đi tìm lim. Đấy, đấy là bài sách giáo khoa nhưng không. Đấy, tao phải vẽ cái văn nó ra như này. Thì tóm lại các bạn thấy bấm nó có dễ không? Đấy. Và các anh chị đi thi về toàn kêu đề lạ lắm, khó lắm, không biết làm. Đấy thì chính vì như này này. Chính vì như này luôn. Lạ lắm. Đấy có cái gì đâu. Đúng chưa? Bản chất đây là lim, nhưng mà lim ở đây là T tiến đến đâu. Có phải vừa nãy anh không phân tích cho các bạn thì các bạn cũng không biết T thay bằng bao nhiêu không? Đúng chưa? Thì mình phải đọc ngẫm ngẫm cái này này. Số lượng thời gian đủ dài thì số lượng quần thể đạt đến trạng thái cân bằng, sau đó thì nó số lượng chết thì xấp xỉ bằng số lượng sinh ra, nên là cái nó sẽ không tăng nữa. Mình hiểu là cái thời gian chỗ này là cái chữ là đủ dài, thì cái T nó là đủ lớn. Hiểu chưa? Thì nó vô cùng, nhưng mà bấm máy tính vô cùng thì chắc là máy không tính được. Thì mình biết là đây là hàm mũ thì mình nhập khoảng 50 thôi là nó đẹp, là nó tính được lim. Đấy, hiểu câu chuyện chưa? Như vậy là vẫn có lim nhá. Vẫn có lim. Chứng tỏ anh lúc đó anh xem anh tưởng ở đây là giải phương trình theo kiểu phương trình hàm mũ cơ. Đấy, nhưng mà không, nó là bản chất nó vẫn có lim ở đây các bạn. Vẫn có lim. Nhưng mà lim dưới dạng là lim dưới dạng mà lại hàm mũ. Đấy, khó chịu như thế. Rồi. Đấy, đây chúng ta sẽ dò tiếp xem tìm tiếp câu nào. Đạo hàm của cái này thì dễ rồi đúng không các bạn? Đạo hàm này thực ra nó không bao giờ cho kiểu x bình đạo hàm kiểu gì, nhưng mà nó phải cũng biến đổi một chút. Đúng chưa? Ở đây có thể nó vứt căn vứt đấy vào đây. Đây các bạn này, thấy có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình này có đúng với mọi nghiệm thuộc đoạn này. Đấy các bạn, đây chính là cái thằng loga xuất hiện, nó cũng không dễ đâu các bạn. Đấy, đây là một câu mà các bạn thấy đề nó ngắn, nó không phải đau não về cái việc suy đoán đề. Thì bản chất toán học của nó khó thôi. Đúng chưa? Bạn thấy từ nãy giờ mình nhặt đề có câu nào nó dễ ơi là dễ đâu. Nó không khó chỗ nọ thì nó bắt bẻ chỗ kia. Đấy, cái câu này các bạn làm thử thế nào. Đấy. Câu này nhá, bình thường anh làm thì anh sẽ cô lập m. Tuy nhiên m ở đây thì nó tận m chỗ này lại còn m ở trong đây nữa. À thì làm như nào nào? À đặt log x bằng t xong làm gì nữa? Đây nhớ đây là bất phương trình. Bất phương trình nhớ điều kiện x phải lớn không nhá. Nhưng mà x lại đây là thuộc 2 đến 4 thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi, không phải lo nghĩ gì cái điều kiện cả. Đúng chưa? Nhưng mà phải đúng với mọi x thuộc cái này. Thế thì nào, các bạn sẽ chơi cái bài toán như sau. Log xem nào. Bình thường của anh là anh sẽ cô lập đấy, nhưng mà cô lập ở đây không được. Không cô lập được cơ. Không cô lập được thì phải làm thế nào bây giờ? Nào. Con này các bạn thử đặt là T đúng không? T thì các bạn nhớ là đặt log 2x bằng T đúng không? Hay bằng A bằng T đi. Thì sao? Thì các bạn thấy là x thuộc cái đoạn từ 2 đến 4 đúng không? Thì suy ra T sẽ thuộc đoạn từ 1 cho đến 2. Có hiểu tại sao? Đây là x và đây là T. X thay bằng 2 vào đây, log 22 có phải được T bằng 1 không? X bằng 4 thì T sẽ thay vào đây được 2 không? Khi mình đổi biến thì mình cũng phải đổi luôn cái cận của nó nhá. Nhớ chưa các bạn? Mình đổi, mình đặt cái gì là biến thì cái khoảng của nó sẽ thay đổi, thì mình đỡ phải làm lại. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ, đấy. Thế thì bây giờ chỉ cần là phương trình có nghiệm T thuộc khoảng từ 1 đến 2 là ok. Đấy, 1 đến 2 là ok. Thế thì bây giờ phương trình có nghiệm từ 1 đến 2 khi nào? Là các bạn thấy phương trình T bình này. Trừ đi 2 M cộng 2 T. Cộng với M bình trừ 4 M. Nhỏ bằng 0 khi nào? Đấy.
delta phẩy, delta delta phẩy đều được, dùng để làm gì không? Anh là để anh sẽ suy nghĩ là m cộng 2 cộng 4, từ từ nhá, để nghĩ xem m cộng 2 cộng 4 cộng 2 trừ 2 cộng m cộng 2 chỗ này. M trừ 4 không ra đẹp được các bạn nhìn. Nào, chúng ta sẽ suy nghĩ là chúng ta sẽ giải như nào. Hả? Tức là tính delta để chắc chắn là phương trình này luôn có hai nghiệm. Đúng không? Có đúng không? Phương trình này có đúng luôn có hai nghiệm không? À, bây giờ anh sẽ xét thử ngẫm thử đây là một cái phương trình bậc 2 đúng không? Thì chúng ta xét delta phẩy bằng gì? Chỗ nào dấu cộng? À ư nhờ, anh đang thấy nó rõ ràng, nó tự dưng nó sai chỗ này. Thế thì mình phải chơi như này. Nếu nó như này bạn nhìn nhá, thế thì mình phải chơi như này. Cộng 4 trừ 4 nhỏ bằng 0. Thấy ra chưa? Cái này có phải chính là m cộng 2 tất cả bình phương không? Đây này, đây là t bình này trừ 2 lần m cộng 2 nhân t. Thì cái chỗ này bản chất nó sẽ thành là t trừ đi m trừ 2 đóng ngoặc tất cả bình phương trừ đi 4 nhỏ bằng 0 không? Hiểu không? Cả cái cục này này nó sẽ trở thành một hàng đẳng thức với đây kiểu a bình trừ 2 lần b nhân a thì cộng chỗ này là b bình không? Được chưa? Đấy. Thì bây giờ ghép vào chúng ta sẽ được như này. Nào. T trừ đi thì M trừ 2 trừ 2 tiếp nhân với T trừ M trừ 2 cộng 2 phải nhỏ bằng 0. Đúng chưa các bạn? Đấy. Thế tương đương với ta có T trừ M trừ 4 nhân với T trừ M nhỏ bằng 0. Được chưa? Đấy. Nào tiếp theo giải như nào nữa? Tiếp theo giải như nào nữa? Nên này anh đối với anh như thế này là xong rồi. Ý tưởng này là xong rồi, đã tách được thành phương trình tích như này là xong rồi, thoải mái rồi. Đúng rồi, Hoàng Anh phát biểu rất đúng. Nhân với nhau mà bén 0 thì nó phải trái dấu. Có đúng không? Nó phải trái dấu. Nhớ chưa? Thế thì ở đây nó trái dấu như thế nào? Các bạn chú ý trái dấu này. Đấy, trái dấu trở trời này. Nào. Các bạn thấy là T trừ M trừ 4 sẽ bé hơn T trừ M không? Tại vì thằng này trừ đi 4 mà thằng này có trừ gì đâu. Thì chắc chắn thằng này phải âm và thằng này phải dương. Hiểu không? Chúng ta sẽ đặt một dấu và là T trừ M trừ 4 sẽ phải bé bằng 0. Còn T trừ M sẽ phải lớn hơn bằng 0. Hiểu không bạn? Hiểu không? Hai điều này phải đồng thời xảy ra. Hiểu chưa? Hai điều này phải đồng thời xảy ra. Vậy thì tương đương với các bạn nhìn này. Cái chúng ta cần là thằng M chứ không phải thằng T. Các bạn nhớ chưa? Cái chúng ta cần là thằng M chứ không phải thằng T. Vậy thằng M các bạn chuyển sang một bên thì M sẽ lớn hơn bằng T trừ 4 không? Và chỗ này là M sẽ lớn bằng bé hơn bằng, nhảy sang đây là bé bằng T không? Được chưa? Đấy, nào. Chú ý đoạn này xong rồi, đoạn này xong rồi này. Có phải T của chúng ta thuộc cái đoạn từ 1 đến 2 không? Là cái này anh dạy chán dạy chê rồi. M mà lớn hơn thì phải lớn hơn max. M mà nhỏ hơn bằng thì phải nhỏ hơn bằng min. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ các bạn thay vào đây. Max của nó có phải là thành 2 trừ 4? Là M phải lớn bằng trừ 2 không? Còn nhỏ hơn hoặc bằng thì phải nhỏ hơn bằng min, tức là m bé hơn bằng 1. Hiểu chưa?
Đấy, thì chúng ta ra là trừ 2 nhỏ bằng m. Có đáp án không? Đây đáp án Điền. Đúng với mọi nhập đáp án rồi. Có bao nhiêu giá trị nguyên? Đấy. Vậy là mấy? Trừ 2, trừ 1, 0, 1 là nhập vào đây số 4. Các bạn hiểu chưa? Đấy. À, chúng ta chữa vào nhá. Khó không? Khó, anh khẳng định câu này đấy. Đấy, các bạn thấy, thế các bạn thích đi thi, thích làm câu ngắn hay câu dài nào? Câu dài thì nó dễ mà, nhưng mà cái biểu thức tính toán nó dễ. Đấy, nhưng mà đọc đề nó đau đầu. Còn câu ngắn thì đấy các bạn đây, đề thì rất ngắn, có mỗi hai dòng. Hai dòng. Còn dòng mở ngoặc nhập đáp án vào chỗ trống thì tính làm gì? Đúng không? Nó không có chữ nhập đáp án chỗ trống, mà ở đây nó chỗ trống thì mình cũng tự biết mà nhập. Thì đề có hai dòng thôi mà làm. Đấy các bạn thấy không? Còn đề ở đây, cái bài này đề đây. Đề bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 dòng. Thì bấm đúng một cái ra. Đúng chưa? Đấy, còn đề hai dòng đây làm. Đấy. Hả? Toán 75 phút. 75 phút. 50 câu. Văn là 50 phút 6 à 5 à 50 câu 60 phút. Cũng 60 phút. Đây văn học đây 60 phút 50 điểm. Đây các bạn cứ xác định đọc mấy cái đoạn đây, cái đoạn Điền Điền thì còn nhanh nhá. Đấy. Cứ đọc cái đoạn trích đấy, cứ thỉnh thoảng lại ăn cái đoạn trích cái này xong rồi trả lời. Đấy. Mà bây giờ cho nó đỡ rồi. Cho đỡ để năm ngoái rồi, để năm ngoái đọc đoạn trích trở lại đúng một câu, đọc đoạn trích trở lại đúng một câu, bảo em không đọc kịp. Đấy các bạn chữa vào nhá. Đấy chữa rồi. Đấy. Thế các bạn sẽ phải luyện cái dạng này rất nhiều. Không chỉ là ở trong đánh giá năng lực đâu, mà kể cả trong toán các bạn mấy hôm nữa các bạn thi ở trên trường kiểm tra một tiết các thứ đầy này. Được chưa? Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại cái đoạn loga một chút. Logarit thì nó sẽ có những cái gì? Hàm số nó có những cái gì? Đấy, bởi vì cái phần này anh cho các bạn in cho các bạn là cái gọi là cái nhẹ nhàng, đúng không? Đấy. Các bạn thấy nhá, là chúng ta sẽ cùng gọi là đấy, ngay sau khi chúng ta gọi là lướt qua một chút về, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan. Vậy nếu nhá, nếu đi thi thì chắc là các bạn nào yếu thì thôi tạm thời bỏ qua cái câu này, đúng không? Đấy. Tức là đọc đề xong không có hướng làm thì tốt nhất bỏ qua. Nhớ chưa? Nhưng còn những cái câu dài này anh đã chứng minh rất nhiều các bạn rồi. Những câu thực tế không phải là câu khó. Nhớ chưa? Những câu thực tế không phải là câu khó. Các bạn nhớ anh dặn chưa? Nên là đi thi mà chúng ta nên luyện cái việc đọc đề cho nó nhanh, tóm tắt cho nó gọn để chúng ta không bị mất điểm mấy câu vớ va vớ vẩn đấy. Nhá. Không bị mất điểm những câu vớ va vớ vẩn đấy. Chứ các bạn cứ nhìn cái đề các bạn sợ thì đến lúc là bảo thôi em đi làm những câu đề nó ngắn chẳng hạn, nó gãy luôn. Đấy, những cái câu này các bạn thấy có quen không? Hồi lớp 10 anh cho các bạn rất nhiều. Gần như cuối mấy cái đề của anh thì đều có những cái câu kiểu như này cả. Tính hình tháp, tính các cái nọ cái kia thì đây chính là giải tam giác, đúng không các bạn? Đúng không? Đây chính là giải tam giác. Thì giải tam giác thì dùng định lý cốt với định lý sin. Đấy, thì hôm nào anh sẽ làm cho một cái chuyên đề về cái này sau. Ôn lại một tí. Nhá. Thì anh sẽ vứt một đống bài chỉ thực tế thôi. Đấy, cho các bạn quen nhá. Đấy, còn bây giờ mình sẽ nói về cái mình sẽ ghi là ôn tập này. Ôn tập phương trình và hàm số. Phương trình và hàm số mũ logarit. Ôn tập phương trình và hàm số mũ logarit. Một là mã định nghĩa lĩ thừa. Định nghĩa lĩ thừa. Số mũ. Đấy, các bạn đầu tiên các bạn phải định nghĩa cái này đã.
Đầu tiên các bạn sẽ có là x mũ A. X mũ A thì chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất là A nguyên dương. Thì suy ra cái điều kiện xác định của chúng ta, điều kiện ở đây là x thuộc R, không vấn đề gì cả. A mà nguyên dương. Ví dụ x mũ 2, mũ 3, mũ 4, mũ 5 ấy, là gọi là mũ nguyên dương. Được chưa? Ví dụ x mũ 3, mũ 5, x mũ 10 chẳng hạn. Đấy, chấm chấm chấm. Trường 2 là A bằng 0 hoặc A nguyên âm. Thì sẽ điều kiện ở đây ở dưới là x phải khác 0. Ví dụ chúng ta có x mũ trừ 3, x mũ 0, đấy, x mũ âm 8 chẳng hạn. Thì bắt buộc x phải khác 0, các bạn nhớ chưa? Bắt buộc x phải khác 0. Nhớ cho anh cái điều kiện đấy, lý thuyết rất rõ đấy. Cái trường hợp thứ 3 là A không nguyên. A không nguyên. Thì suy ra ở đây x phải lớn hơn 0. Điều kiện là x lớn hơn 0. Ví dụ x mũ căn 2, x mũ 1 phần 3, x mũ pi, x mũ pi. Đấy, đây là những cái số mà nó không nguyên. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn anh check máy tính cho các bạn nhìn này. Các bạn thấy ở đây nhá. Ví dụ anh nhập x mũ ở đây là x mũ căn 3 chẳng hạn. Đúng không? Anh CLC nhập x bằng số 2, có phải nó đang dương không? Nó tính được không? Nhưng CLC nhập âm 2 mà xem, nó sẽ không tính được. Hiểu chưa? Nó vi phạm điều kiện đấy, các bạn phải nhớ cái định nghĩa này. Đấy, tuy nhiên nó có một số ngoại lệ nó kiểu khó chịu như này nhá. Các bạn thấy 3 mũ x mũ 1 phần 3. Các bạn thấy CLC anh ấy 2 tính ngon lành không? Trừ 2 vẫn tính được. Thấy chưa? Trừ 2 vẫn tính được. Tuy nhiên theo định nghĩa sách giáo khoa thì cái trường hợp này vẫn là bị vi phạm điều kiện xác định, vẫn x vẫn phải dương. Bởi vì nó chỉ chia là 3 trường hợp là nguyên dương, nguyên âm và không nguyên. Hiểu chưa? Đấy, nhớ cứ không nguyên là áp dụng cái đấy cho anh. Đấy, còn khi lên đại học thì nó mới phân rõ ra là cái mũ phân số thì nó sẽ phải như nào. Thấy chưa? Cứ nhớ là mũ này là phải không nguyên, là phải dương hết. Đấy, chứ không phải là bấm máy tính được mà thấy được đâu. Đúng chưa? Đấy, cái trường hợp này nó đã bẫy một năm, mấy năm nó đã thi, nó đã bẫy kiểu đấy rồi. Đấy, các bạn phải hết sức lưu ý về cái định nghĩa này. Nhớ. Đấy. Cho anh hỏi là các bạn có cần phải ôn lại các cái tính chất của hàm lũy thừa không? Ví dụ là nhân, rồi mũ, rồi các thứ có cần không? Cái đấy là nhóm mình phải khá là vững cái đấy rồi nhá. Hoặc là tự ôn nhá. Đấy chưa? Kiểu là A mũ M nhân A mũ N thì bằng gì? M cộng N kiểu thế đúng không? Chúng ta có mấy cái thôi. Đấy, nhân này chia này, xong rồi mũ lồng mũ A mũ M mà xong rồi mũ N bằng gì? M nhân N nhá. Thôi cái đấy thì anh không ôn lại nữa nhá. Đấy, chỉ ôn lại những cái thiết yếu quan trọng thôi. Hai mã là định nghĩa loga này. Định nghĩa logarit này là phải định nghĩa lại này. Mấy đứa kia, cái thư nó chuyện nhiều ấy. Thư cái dao nó chuyện nhiều ấy. Ở lớp đang ấy. Nào các bạn thì hình dung này, log AB thì anh định nghĩa như nào các bạn này? Nó sẽ từng với câu hỏi là A mũ bao nhiêu để bằng B đúng không? A mũ bao nhiêu để bằng B đúng không? Thế thì bây giờ các bạn thấy này, ví dụ A mũ B bằng log AB bằng x, thì điều đó có nghĩa là suy ra này, A mũ x sẽ bằng B đúng không? Được chưa? Hay có một cái tính chất mà chúng ta rất hay dùng mà hay quên. A mũ log AB thì chính bằng B. Có nhớ cái này không? A mũ log chính cái cơ số này đúng không? Thì chính bằng B. Vì các bạn thấy này, các bạn nhìn thấy này. X có phải bằng log AB không? A mũ x bằng B. Bây giờ tôi không thích viết x mà tôi thích viết là log AB được không? Hiểu vấn đề không? Đấy. Đấy, đây là một cái tính chất rất dễ quên, rất hay quên, bởi vì nhìn cái này nó cồng kềnh.
Nhớ chưa? Nhìn cái này nó cồng kềnh. Đấy. Tuấn nhớ cái này không? Nào bây giờ thế thì Tuấn tôi trả lời cho anh điều kiện để cái log AB này có nghĩa là gì? Đấy. A'B đều phải lớn hơn 0. Một cái là chưa đủ. Và cái gì nữa? Đúng rồi, A khác 1. A'B lớn hơn 0, A khác 1. Đấy các bạn ơi. Đấy các bạn phải ôm đúng như vậy. Đấy, thấy chưa? Rõ ràng như vậy. Các bạn nhớ ngày xưa là chúng ta làm hàm số này, giải phương trình này, các bạn phải đi tìm điều kiện. Khi mà có ẩn ở mẫu hoặc ẩn dưới dấu căn bậc 2. Nhưng bây giờ có ẩn thứ nhất là ẩn dưới cái lũy thừa này là phải chú ý cái mũ. Ẩn loga cũng phải chú ý để chúng ta tìm điều kiện. Nhớ chưa? Đấy, đấy chính là cái mà định nghĩa đã. Khi mình giải phương trình thì mình phải tìm. Nhớ chưa? Nên anh sẽ có 3 la mã này. Đấy, đó là phương trình mũ loga. Bước 1 là phải tìm điều kiện xác định trước khi giải. Đấy. Mở ngoặc tìm nhá, theo định nghĩa ở trên. Theo định nghĩa i phần ở trên. Bước 2 là cái bước đi vào trực tiếp giải, đúng không? Đi vào giải thì chúng ta sẽ có những phương pháp nào? Các bạn cùng liệt kê cho anh những cái phương pháp giải phương trình mũ và phương trình logarit. Nó sẽ có những phương pháp nào? Phương pháp số 1 cơ bản nhất là gì? Biến đổi đưa về cùng cơ số. Phương pháp số 2 sẽ là đặt ẩn phụ. Hoặc một số bài nó khó hơn, tức là nó sẽ chia cả hai vế rồi mới đặt ẩn phụ. Như cái bài vừa rồi chúng ta đặt ẩn phụ cho nó gọn, đúng không? Cái bài khó khó vừa rồi đặt ẩn phụ cho nó gọn. Đấy, còn các cái kỹ năng nó vẫn như vậy. Rồi phương pháp số 3 đó là gì? Mũ hóa hoặc logarit hóa. Cả hai vế. Các bạn nhớ là chúng ta có trong cái toán học thì chúng ta có cộng, trừ, nhân, chia cả hai vế với cùng một số. Thì bên này chúng ta cũng có là mũ cả hai vế lên. Đấy chưa? Mũ cả hai vế lên hoặc là logarit cả hai vế xuống. Đúng chưa? Thì nó cũng là hai cái phép toán thực hiện song song với nhau thì nó sẽ là những cái phép toán tương đương. Được chưa cả lớp? Đấy. Và tất nhiên chúng ta sẽ có một cái gọi là cái phương pháp thần thánh, nó chính là nó là thành thạo bấm máy tính, đúng không? Thành thạo bấm máy tính. Thì trong máy tính nó sẽ có hai cái để tìm nghiệm. Cách thứ nhất là sử dụng gì? Shift sâu. Đấy, shift sâu. Đấy. Và phương pháp số 2 đó là sử dụng table để tìm nghiệm gần đúng. Nó sẽ có hai cái phương pháp chủ yếu chính mà chúng ta phải linh hoạt trong cách sử dụng. Các bạn thấy vừa nãy anh giải bằng cái này có nhiều không? Đúng không? Các bạn thấy chuyển vế đổi dấu thì chúng ta sẽ thấy là làm nó vẫn làm được chứ không phải là không nhé. Nhưng có bị mất thời gian không? Có. Đúng không? Đấy, nó sẽ bị mất thời gian. Thế là mình nhớ là mình sẽ phải có những cái phương pháp này để chúng ta có thể thế thì xử lý được này. Đấy. Bước 3 thì chúng ta nhớ là phải có cái kết hợp điều kiện. Đấy, và kết luận, đúng không? Kết hợp điều kiện để kết luận. Thì cái này nó. Đấy, có thể là cái bước thử lại chẳng hạn. Nếu bạn không thích làm điều kiện thì mình có thể là tìm lại xong mình ấy sau, mình thử lại. Đấy, thì cái đấy là cái mà mình phải hết sức lưu ý nhá các bạn nhá. Được chưa? Thì tùy tình hình mà chúng ta sẽ có những cái bài khác nhau. Đấy. Nhưng mà trên tất cả thì các bạn có nhớ một cái phương pháp mà vừa nãy chúng ta làm, thực ra có phương pháp mọi cái nó đều đưa về hàm số. Nên các bạn nhớ là hàm số mà lớp 12 ấy, nó rất quan trọng. Đấy. Một số bạn học ở đây là chương hàm số là để nháp xong chương sau bắt đầu lại là gãy ấy.
nhá. Hàm số nó sẽ kết nối tất cả các cái phần khó của các cái chương khác nhau. À, nhớ chưa? Đấy. Còn anh muốn là bài toán thì nó luôn đưa về gốc gác nhất có thể. Đấy, thì các bạn nhớ là cái hàm số nó sẽ là một cái thằng lúc nào cũng đi bên để hỗ trợ nguyên hàm tích phân, hỗ trợ logarit, hỗ trợ lượng giác, hỗ trợ hết cái phần mà thuộc dạng khó ấy. Còn dạng cơ bản thì không nói. Đúng chưa? Cơ bản thì không nói. Đấy, bẫy rất nhiều nhá. Rồi. Thế và chú ý là cái loga thì cái tính chất của nó sẽ lằng nhằng hơn là tính chất của hàm mũ nhá. Đấy, loga có mấy cái tính chất đặc biệt thì mình phải lưu ý nhá. Loga thì có hai thằng đặc biệt, đó là loga cơ số 10 đúng không các bạn? Loga cơ số 10 của A chẳng hạn thì nó có vẻ log A không? Đấy, còn loga cơ số E của A thì nó sẽ bằng gì? LNA đúng không? Đấy, bạn chú ý là cái định nghĩa của nó nhá, anh dùng cái định nghĩa của nó. Đấy. Thì đấy là cái còn mấy cái tính chất khác thì chúng ta sẽ nói sau. Nhá, chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà các bạn thấy là với một cái kiến thức mà nó mở như vậy, nó mở ra như vậy thì rõ ràng là cái hướng ở đây sẽ là một cái bài thực tế. Đấy, các bạn thấy là để ăn nhau ở đây là những cái bài thực tế. Đấy. Cuộc chiến nó sẽ ở cái bạn nào đọc nhanh, tư duy nhanh, chứ đề mang tính là không khó quá, không khó quá nhá. Bởi vì chúng ta xác định ấy, đừng xác định là làm 100% hết, cho 50 câu em phải làm 50 câu gãy ngay, cho 50 câu. Nhưng ví dụ lần đầu tiên các bạn thi, anh cho bạn thi không phải thi thật ấy, mà lần đầu tiên ví dụ anh cho đề các bạn xác định cho chỉ anh làm được khoảng 35 câu hoặc 30 câu là đã đỉnh rồi. Xong dần dần nâng dần con số này lên. Đến đi thi làm được khoảng 45 câu là cực sự là rất là đỉnh. Hiểu không? 45 các bạn quy ra được 9 điểm, các bạn thử cộng một xem. Hiểu không? 45 nhá, 45 mà văn các bạn ăn khoảng 45 nữa là các bạn gần như 90, xong các bạn cộng xem mấy cái khoa học các bạn học ấy vào là các bạn trên 100. Hiểu chưa? Khoa học thì khoanh bừa được mà. Khoa học không có điền. Khoa học khoanh bừa được. Không có câu nào điền cả. Đấy. Văn không có điền. Anh không biết, nhưng mà chắc là được. Đấy, nhớ chưa? Thế thì cái khoa học thì mình sẽ phải, đấy, cái áp lực của nó thì mình luyện thì mình sẽ ấy như nào. Đấy. Còn để anh sẽ nghiên cứu một số môn để anh có thể hỗ trợ, nhưng mà các bạn nên là ví dụ trừ bạn nào ấy, chứ còn bạn nào đừng có nhảy vào học sinh nhá, mất thời gian. Mất thời gian lắm. Nếu mà thời gian học biết thì thôi học sử học địa hay hơn, kiếm điểm dễ hơn. Nhá. Đấy. Còn sẽ có buổi anh sẽ minh họa cái đề đội cái đánh giá tư duy để minh họa cho các bạn. Nhá. Đấy. Các bạn đã hiểu lại chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái phần 4 là ma nhá. Bây giờ mới đến hàm số này, hàm số mũ này. Và hàm số logarit này. Một nhỏ hàm số mũ. Đố các bạn hàm số mũ có dạng y bằng gì? Y bằng a mũ x. Đấy chưa? A mũ x với điều kiện rất rõ ràng ở đây. A làm sao? A sẽ là không bé hơn a. Và A khác 1, nhớ chưa? Không bé hơn A khác 1. Còn lại giá trị nào cũng được. Không bé hơn A khác 1. Nhớ chưa? Thế thì khi nghiên cứu về một hàm số thì chúng ta phải nghiên cứu dần lần lượt. Đầu tiên từ tập xác định. X thuộc gì? Đúng rồi, chính xác. X thuộc R, tập xác định. D bằng R. Không có một cái giới hạn gì ở nó ở đây cả. Bởi vì ở đây A làm sao? A dương chưa? A dương rồi đúng không các bạn? A dương rồi thì các bạn thấy cái số mũ nó có hữu tỉ hay là số mũ như nào thì mình vẫn tính được mà. Đấy, các bạn đừng lẫn lộn giữa cái này nhá. Đấy, các bạn. Bước 2 thì mình sẽ đi tìm bắt đầu cái sự biến thiên. Thì đỉnh cao của sự biến thiên đấy nó là phải đồng biến nghịch biến như nào đúng không các bạn? Tính y phẩy ra, y phẩy bao nhiêu? Y phải bằng A mũ x nhân len A. Đấy, quên hết rồi đấy.
quên hết cái đạo hàm của nó rồi đấy. A mũ x nhân len A. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đấy. Thế thì các bạn thấy ở đây này, nếu mà để xét dấu của chúng ta này, chúng ta sẽ nhớ là cái này luôn dương, A mũ x luôn dương. Thì cái dấu của cái y phẩy ấy phụ thuộc hoàn toàn vào dấu của LNA. Thế các bạn nhớ là LN1 thì mới bằng 0. Mà A ở đây khác 1 nên chắc chắn cái này không bao giờ bằng 0. Mà nó chỉ có âm hoặc dương thôi. Đấy chưa? Thì nó sẽ có hai trường hợp. Nó dương khi A lớn hơn 1. Còn nó âm khi 0 bé hơn A, bé hơn 1. Bạn nhớ chưa? Đấy. Thì điều đó có nghĩa là khi nó lớn hơn 0 thì nó sẽ đồng biến. Và khi nhỏ hơn 0 nó sẽ nghịch. Nghịch biến. Nào. Anh hỏi các bạn đã học hàm số rồi. Các bạn ơi, các bạn đã học hàm số rồi. Học hết cả chương rồi. Bây giờ sau khi tính y phẩy các bạn phải làm gì? Vẽ mà mình điên, chưa đúng, nhảy vội ấy. Các y phẩy bằng không, đây y phẩy tính ra rồi, y phẩy chỉ dương hoặc âm thôi. Không có bằng không đâu, nó làm gì có cực chị. Làm cái gì nữa? Tìm cái gì nào? Tìm cái gì nữa? Hả? Tìm nghiệm của cái gì? Nó luôn linh tính quá. Chết giờ rồi. Min max sai bét. Gần đúng ấy, min max gần đúng. Rồi chính xác tìm link để ra được tiệm cận, nhớ chưa? Thì bạn thấy ở đây này, nó sẽ là link của A mũ x khi x tiến đến nhá. Tiến đến dương vô cùng, hoặc link của x tiến đến âm vô cùng. Đấy. Thì cái link này nó hơi oái oăm một chút nhá. Nó hơi oái oăm một chút. Kết quả của thằng này nó sẽ bằng bằng dương vô cùng hoặc là bằng 0. Còn kết quả của thằng dưới sẽ bằng 0 hoặc là dương vô cùng. Đấy, tại sao? Tại vì tùy thuộc vào cái dấu của A các bạn ạ. Tùy thuộc vào cái giá trị của A ấy. Hiểu không? A nó lớn hơn 1 thì thằng trên sẽ là dương vô cùng, thằng dưới sẽ là 0. Còn A mà bé hơn 1 thì trên sẽ là 0, dưới là dương vô cùng. Ờ, nó đổi dấu cho nhau. Đấy, và chỗ này chúng ta sẽ suy ra được là y bằng 0 là tiệm cận ngang. Đấy chưa? Ngày xưa lớp 11 học đâu có biết tiệm cận ngang là cái gì đúng không? Bây giờ là có cái thằng này là tiệm cận ngang. Luôn luôn là y bằng 0 là tiệm cận ngang. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Bây giờ sẽ minh họa cho các bạn nhá. Ghi xong chưa? Đấy. Cái này để chúng ta giải quyết hầu hết cái chương này. Ta sẽ phải dừng lại ở chương này một thời gian để vứt được bài tập thực tế vào. Đây có form rồi. Đấy, đợi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy nữa để chúng ta tích hợp vào. Đấy, chúng ta tích hợp vào chúng ta sẽ giải quyết. Là tuần sau là hết tháng này anh sẽ đẩy thêm một anh trợ chị trợ giảng vào đây để thể hỗ trợ về cái việc kiểm soát về cái bài tập, và các bạn sẽ theo dõi lại quá trình các bạn từ đầu đến giờ bạn làm nhau, tất cả tổng hợp lại tất cả các phiếu các buổi đi học như nào để đánh giá, và sẽ có cái test để đánh giá xem như nào. Đấy, các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ cùng vẽ đồ thị này. Đấy. Nên cái khóa này các bạn phải hiểu là nó không có, nó phải dựa trên cái tinh thần tự giác cao nhất của chúng ta. Nhá. Các bạn nhìn này, 2 mũ x chẳng hạn. Các bạn thấy không? Các bạn thấy 2 mũ x không? Đấy. Từ đánh bắt mạng hàng xóm cho nó khỏe nhá. Y bằng 0. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nhìn đây có chạm không? Đấy. Nhìn chạm này. Đấy, zoom ra lại không chạm đúng không? Đấy. Các bạn hiểu không? Đấy, tiệm cận ngang đây nhá. Tiếp này, y bằng đấy 0,3 mũ x chẳng hạn.
thấy chưa, thấy chưa, đấy các bạn thấy không, đấy một cái hàm là luôn đồng biến là màu đỏ này, luôn nghịch biến là màu màu xanh này. Nhưng mà các bạn chỗ này có hai cái lưu ý, có hai cái lưu ý nhá. Đấy, thứ nhất là nó đều đi qua một, thấy chưa, thấy chưa. Đấy, và cái thứ hai các bạn thấy là cái hàm này này, này. Đấy, chúng ta sẽ cùng ghi này, chúng ta sẽ cùng ghi có vài cái lưu ý hay vài cái nhận xét này để cái này mà làm lý thuyết nhá. Nhận xét thứ nhất là hàm y bằng a mũ x thì luôn đi qua điểm gì, luôn đi qua điểm 0,1, nhớ chưa. Và cái thứ hai là hàm y bằng a mũ x sẽ đối xứng qua trục, đối xứng qua trục OI hay là qua trục tung với hàm y bằng 1 trên a mũ x. Đây các bạn nhìn thấy anh vẽ là 2 mũ x với cả 0,5 mũ x thì có phải hai cái đối xứng qua nhau không? Đúng chưa? Đấy. Được chưa? Nào, thế còn cái hàm y bằng a mũ x, đấy cái này bọn nó thề sẽ đối xứng với hàm y bằng log ax. Đấy, nó củ chuối đấy. Hàm mũ với cả hàm loga đối xứng với nhau qua đường thẳng nào? Này, học rồi đấy, không biết nhớ lý thuyết đâu. Với đường thẳng nào? Đường thẳng ox nha. Nào, nhìn nhá. Nào, ghi xong rồi, ghi đến đây chưa? Chúng ta còn cái đường thẳng, chúng ta điền nốt này. Đấy, xong điền nốt cái loga. Đây, các bạn nhìn nhá. Đây, y bằng 2 mũ x, vậy cả bên này y bằng log của gì? Thấy chưa, thấy hai hàm chưa, đối xứng qua đường nào, đối xứng qua đường thẳng y bằng x, nhớ chưa, nhớ chưa. Thấy cái đường thẳng này nó có phải nó chia thằng này hai bên đối xứng với nhau không, xiên gì đấy, hiểu chưa, nhìn hiểu cái đoạn này chưa, con này là lý thuyết đấy nhá, đối xứng qua đường thẳng y bằng x, nhớ chưa, đấy nhớ chưa. Ôi nào các bạn nhìn từ từ à? Các bạn thấy cái hàm đầu tiên hàm mũ thì sẽ có tiệm cận ngang, còn hàm loga sẽ có tiệm cận gì, sẽ có tiệm cận đứng là x bằng 0 này này, không bao giờ nó đi qua được thằng 0, thấy chưa, nhìn thấy chưa, thấy chưa, hiểu chưa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ sang nốt cái hàm kia nhá, cái đoạn kia xong rồi này, hai nhỏ hàm logarit, hàm logarit có dạng y bằng log ax và cái điều kiện vẫn tương tự như vậy, không bé hơn a khác 1, điều kiện giống hệt thằng kia luôn. Đấy, nhưng mà tập xác định nó sẽ khác nhỉ. Tập xác định. Nào bạn nhìn cái log ax thì x này có được âm không? Không bao giờ được âm, thấy chưa? Thì x của chúng ta sẽ là d sẽ bằng gì? 0 đến dương vô vô cùng. Đấy, tập xác định sẽ là d 0 đến dương vô cùng. Nhớ chưa các bạn? Đấy, tập xác định d bằng 0 đến dương vô cùng. Được chưa? Nào tiếp theo chúng ta lại bắt đầu đi tìm gì? Sự biến thiên. Đấy, sự biến thiên thì trong cái sự biến thiên chắc chắn bước 1 sẽ phải đi tìm cái gì? Đúng rồi. Y phẩy sẽ là bằng bao nhiêu? Đấy, quên đấy, đạo hàm lại bảng đạo hàm này chứ. Y phẩy bằng nhiêu? Log ax phẩy thì bằng bao nhiêu? Đấy. À, học sinh giỏi thành phố nào, học sinh giỏi thành phố chuẩn bị, học sinh giỏi thành phố chết dở, học sinh giỏi thành phố quên công thức đạo hàm đi hả. Rồi Tuấn, ok, 1 trên x nhân lna, được chưa, 1 trên x nhân lna, chết dở. Bây giờ chúng ta lại nhìn cái dấu này, các bạn nhìn lại nhìn cái dấu này,
Các thấy ở đây x dương chưa? Tập xác định là không thì dương vô cùng, x có dương không? Vậy thì 1 trên x có dương không? Vậy thì cái dấu này hoàn toàn phụ thuộc vào dấu của LNA. Thì có phải giống như vừa nãy không? Lại chia hai trường hợp. Đúng không? Nếu mà A mà làm sao? Lớn hơn 0 thì suy ra cái y phẩy nó sẽ dương, tức là hàm đồng đồng biến. Đấy, nó thế thôi. Còn chỗ này mà A mà 0 mà bé hơn A mà bé hơn 1 thì sẽ y phẩy sẽ nhỏ hơn 0 thì hàm số nghịch nghịch biến. Đấy. Đấy, nó cũng quanh quẩn là mấy cái tính chất như vậy để chúng ta ấy thôi. À, tiếp theo chúng ta lại phải tính gì, vừa đã nhắc rồi. Lại tìm gì? Lim đúng không bạn? Tìm lim. Các bạn chú ý này, lim của x tiến đến 0 cộng nhá. Đấy. Của lim của x tiến đến 0 cộng của cái hàm y ấy thì nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là nó sẽ bằng dương vô cùng, hoặc hai là bằng âm vô cùng. Đấy chưa? Nó sẽ bằng dương vô cùng hoặc bằng âm vô cùng. Tùy tình huống. Nó sẽ bằng dương vô cùng khi a không bé hơn a bé hơn 1. Còn nó bằng âm vô cùng khi a lớn hơn 1. Đấy, nó sẽ bằng lim như thế. Vậy ta sẽ có suy ra x bằng 0 sẽ là tiệm cận gì? Tiệm cận đứng, thấy chưa? X bằng 0 là tiệm cận đứng. Đấy, đến lúc đấy các bạn lập bảng biến thiên, anh nói thật bảng biến thiên thì câu chuyện nó cũng đơn giản thôi. Đấy. Nào nhận xét cái hàm này nó sẽ đi qua điểm nào? Hai các bạn nhìn hình của chúng ta này, nó đi qua điểm nào? Đó. 1 0 đúng không? Luôn đi qua điểm 1 0. Nào cái hai chúng ta sẽ cùng xét cái tính đối xứng nha các bạn nhá. Các bạn xem nó đối xứng qua đâu nhá các bạn nhá. Nhìn này. Anh xóa hàm 2 x đi. Đấy, anh để hàm x bằng 0. Đấy, xóa cái này đi. Bây giờ anh sẽ cho nó thêm một cái hàm nữa, đó là log của shift trừ 0,5x. Đấy. Bạn thấy cái đối xứng không? Thấy đối xứng không? Đấy. Hiểu chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có là hàm y bằng log ax sẽ đối xứng với hàm gì? Log của gì? 1 trên a đúng không? Log của 1 trên a x qua trục khoảnh. Đấy là mấy cái tính chất chúng ta phải lưu ý. Còn tất nhiên là cái đoạn này nó ghép cho hai cái hàm thì nó nói rồi. Đấy, và anh cho bổ sung nốt cái đoạn này rồi cho chúng ta nghỉ về bài tập sẽ giao ở trên đấy này. Nào. 5 là mã a. 5 chưa nhỉ? 5 là mã bảng công thức đạo hàm. Phần mũ và loga. Tại vì sao các bạn ơi, các bạn thấy các bạn thuộc công thức kiểu lục tung quá. Bây giờ phải ấy thôi. Nào đầu tiên nhá, hàm mũ bình thường này, a mũ x phẩy thì bằng a mũ x nhân len a, được chưa? Cái thứ hai chính là e mũ x phẩy thì chính bằng e mũ x. Cái thứ ba là log ax phẩy thì bằng 1 trên x nhân len a. Cái thứ ba là ln x phẩy thì bằng 1 trên x. Đấy. Rồi, chỗ này nếu mà công thức CA công thức hàm hợp thì sao? Hàm hợp nhá, hàm hợp thì ta có a mũ u phẩy thì sẽ bằng u phẩy nhân a mũ u nhân với len 2 à len a vẫn như cũ nhá. E mũ u phẩy thì sẽ bằng u phẩy nhân e mũ u. Đấy, tất cả cái này đều nhân thêm với u phẩy. Log a u thì sẽ bằng u phẩy trên u nhân ln a, và cái cuối cùng là ln u phẩy thì bằng u phẩy trên u. Đấy. Các bạn nếu các bạn nhớ bên này thì nó sẽ tổng quát hơn. Đấy, nhưng mà bên này thì sẽ là áp dụng những trường hợp nhanh. Được chưa? Những trường hợp nhanh.
Đấy. Bây chúng ta sẽ thử check từ cái phiếu của các bạn làm thêm được bao điểm nhá. Bạn làm từ nãy giờ được bao nhiêu? Đấy. Về anh sẽ phát cho phiếu khác trên kia làm. Quên hết công thức đạo hàm hả? À? Sáu mấy nào các bạn, câu 1 là câu 1 thì là A rồi, câu 2 là gì? A tiếp, câu 3 C á, đáp án là B. câu 4 B, câu 5 A, câu 6 D. Đấy, loại là trừ 2 đi. Tại sao loại trừ 2? Vi phạm điều kiện, nhớ chưa? Đấy, điều kiện ở đây log x này phải loại luôn này. Đấy, câu 7 7A tốt, 8 C tốt, 9 A, 9D. Tăng nào 9A gãy đi. Ờ thế à. Câu 10 à, rồi ok, cho các bạn nghỉ nhá, quá mệt mỏi rồi.